không? Đem nước vô cho nhiều. Dạ. Tại em có đó uống không có tâm đâu. Nhưng mà đang dư hồi cái sách ra đưa. Miễn ổng cầm cái tay ổng đưa. Dạ. Bà con cầm cái chai đó là có bước rồi đó. Đâm vô điện ổng nhảy qua đây rồi. Dạ. Nước nó trở thành cam lồ uống vô khỏe lắm. Đó đó đây là mê tín nè. Lót vô mê tín rồi tạm chịu. Chứ lại vụ dạ. Ai mà nói ông Phật là thầy đây. Nói ổng là ông thầy chùa tu giỏi thầy chịu. À, nói là một người tuyệt vời xưa nay chưa từng đấy ai tu khổ hạnh được như ông thầy chịu. Còn nói ông là ông Phật thầy không chịu. À, nếu chúng ta nói ông Phật chúng ta sai lầm. Duy nhất một người mà thôi nha. Người thứ hai là phạm luật, phạm đạo rồi. Tại sao? Theo như gia đình đó, nói đó thầy Minh Tuệ đó. Ông này cũng có học thức, cũng gia đình ca giả, nhưng người ta bước vô cái tâm đạo hoàn toàn thánh thiện. Hoàn toàn xuất phát từ tâm của thầy mà ra. Thì thầy mới hành được đạo đó, thầy mới đi được trên mấy năm trời kham khổ. Còn bây giờ chúng ta dòm thấy ngài, chúng ta vừa khoái, chúng ta vừa phong sông, chúng ta vừa theo cái hơi hám của ngài đó, đang nhảy theo làm Phật sống theo. À, nhiều cái tay mà phóng theo cạo đầu nhảy vô, nhiều cái ông chùa mà bỏ chùa nhảy ra, nhiều cái cô ni mà trốn chùa chạy lại. Những cái loại đó là những cái loại tà đạo, không có một chút chiêu phước nào cho ha. Bởi sao con bước vô bằng cái lòng tham rồi. Con bước vô con theo bằng cái tâm mong cầu rồi. Yeah. Được gì? Ở nhà tu không ai biết. Thấy ông này được ta khen, phóng vô đặng có mặt mình chứ. Coi nhắm dễ không? Dễ theo luôn, thành Phật luôn. Không dễ về dễ ở cả ha. Yeah. Muốn đi muốn về dễ ở theo. Mà những người đi theo toàn là những cái bọn phá hoại, những cái bọn mà gây rối không à. Yeah. Không có lợi vậy đó. Ổng tu ổng đâu có cần ai theo. Chúng ta theo chúng ta gây rối. Thành thử ra chỉ là làm phiền thôi hả sao? Làm phiền gây rối lắm. Với Phật tử cũng vậy nữa. Phật tử theo ùn để lại làm gì? Em Phúc xin kính chào quý vị khán giả. Ngay lúc này, hiện tại lúc này thì rất là nhiều thông tin đang nổi lên về thầy Thích Minh Tuệ và những người đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Đặc biệt, những đoàn người mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ làm kẹt xe ùn tắc rất là nhiều. Thì em có đến tận nơi tu tập của sư ông thì em muốn đặt ra một số vấn đề để hỏi sư ông về những người mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ và đoàn người theo thầy Thích Minh Tuệ thì sư ông sẽ suy nghĩ như thế nào. Thì mời quý vị khán giả cùng em vào để mình trực tiếp hỏi thầy sư ông. Đi theo cái đó là đi theo Minh Tuệ hay là hại cho Minh Tuệ? Các con hỏi về vấn đề mà Phật tử đó ha. Dạ. Phật tử mà đi theo thầy Minh Tuệ đó ha con. Dạ. Cái đó là hại người ta đó. Sao sư phụ có thể đi làm rối loạn trật tự, rối loạn trật tự giao thông khi mà đi đông người đó, rồi lại rối loạn trật tự xã hội khi ban đêm, ban đêm trú ngụ đó con rất là khó khăn. Rồi cái đó nó thực ra đó thì thầy Minh Tuệ cũng đã đến lúc dừng chân rồi. Thưa sư phụ, sư phụ có một cái lời khuyên nào gửi đến những cái người mà đi bộ không sư phụ, để cho người ta biết? Một Phật cái lời khuyên chính của sư phụ đó con. Yeah. Là gửi đến Phật tử, chúng ta thương thầy Minh Tuệ đó thì chúng ta phải cẩn thận lại khi tiếp xúc. Không cần phải tiếp xúc đâu, ở nhà đi, ở nhà quý vị chỉ cần cái tâm mình á hướng về thầy như thế là chúng ta đã có được cái phúc rồi, chứ không cần về phải đụng chạm nữa. Chúng ta chỉ cần cái tâm mà nha. Con dạ sư phụ. Tại vì ở trong đạo Phật nó là tâm. Dạ sư phụ, bây giờ sư phụ di chuyển vô chỗ cái góc cho cho mấy con trò chuyện sư phụ tí xíu nha. Cho mấy con cho biết rõ nghĩa đẻ nghe con. Đây cũng là một cái loại mà gọi là hành đầu đà đó. Con sống nghĩa đẻ đó là hành đầu đà. Và chính là sư phụ sống bằng cái rõ ràng là không nè. Nguyên thủy. Tại vì sư phụ quấn khăn,
quán căn làm đi. Hạnh gì sư phụ? Cái căn của sư phụ là bề ngang đó là 6 tấc, bề dài là 3 mét. À, thì sư phụ trở thành cái y của sư phụ vậy đó. Dạ. Ừ. Còn những cái loại y áo kia thì của ở bên Tịnh Độ. À, sư phụ ơi, thôi sư phụ, ngồi đi con trò chuyện tí sư phụ. Ở đây hả? Dạ. À, rồi. Ờ. Nó đem chuyện ba lát, nó gài vô không á, tầm bay ba không á. Yeah. Ăn con ngày con buổi con dắt con mà chịu đựng biết bao nhiêu mà đau to búa lớn hổm này không? Dạ. Yeah. Phải không? Vòng ông Minh Tuệ không à? Thưa sư ông, con nghe nói là uống nước của ngài là được cái này cái kia á sư ông, không biết có không sao? Sư ông? Cái gì? Giống như là nước của ngài dùng á. Ừ. Rồi còn dư lại đó. Ừ. Rồi mình dùng là mình được cái này cái kia á sư ông, cái đó có không sư? Trời, ổng họ lao mày uống tan mày họ lao chết. Cái đó là mê tín rồi. Cái đó thầy mới quải á. Là vụ gì sư ông? Đem nước vô cho nhiều. Dạ. Thầy không có đó, uống không có trong đâu. Nhưng mà đang dư dân hồi cái sách ra đưa. Miễn ổng cầm cái tay ổng đưa. Dạ. Mà con cầm cái chai đó là có bước rồi đó. Cầm cho điện ổng nhảy qua đây rồi. Dạ. Nước nó trở thành cam lồ, uống nó khỏe lắm. Đó này là mê tín nè. Lót cho mê tín là tạm chịu. Chứ lại vụ này đem ông Phật vô nhờ ổng trì chú vô. Chị cái gì? Chị nói dốc. Chị gì? Dạ. Được bà con ha. Ở nhà cũng vậy đó. Mua ra tượng Phật. Ông biết ra tượng ông Thần Tài, ông Địa, ông Cốc Kè gì ông biết. Đem vô chùa. Đem lại mấy bàn Phật hoặc là cai bàn của tổ sư á. Để đó. Đợi được ha, dấu để đó. Vô ít bữa vô đem về. Làm như vô đó được hưởng nhan khói nha. Được đậy kia cái đem về mới linh. Còn ở ngoài tiệm mày đem về mày để không có lên. À đem vô chùa để gần mấy phần. Lại luôn ít bữa mà đem về mới linh đó. Mê tín rồi. Cái đó là mê tín hay sao? Mê tín rồi, còn gì nó linh vậy. Dạ. Ờ, chứ còn vụ mà tụng chú đại bi hết bệnh rồi thì rầy lắm ha. Đừng có vụ bệnh rồi mua thuốc ha. Đừng có vụ mà tụng chú đại bi vô ly rồi đưa người ta uống rồi nói hết bệnh đó, tôi chưa rầy lắm nha. Đâu, mê tín muốn chết luôn ha. Cái đó thư hoàn toàn chống cái chuyện đó. Cái đó là hoàn toàn mê tín á. Cái lời văn chương không thể mà điều trị nổi cơ thể ta. Yeah. Ở trong này thí dụ cái gan sư hổm lại mà sư tụng chú đại bi là nó nổ. Nà, nhờ sư uống thuốc là chắc ăn. Yeah. Nghe mấy con, thầy thấy rõ ràng mà. Có nhiều Phật tử, ông nội ơi, thuốc không lo trị, tụng chú đại bi, rốt cuộc ngủm cái chân. Trời ơi, đó, dở ẹt, không nên. Cái tụng chú, trì chú, cái tâm nguyện của mình nó nằm ở trên cái phía đạo. Đừng có đem ra mà áp dụng khác cơ thể ta, không có được, không có được. Nói căn cứ vô đó, cái đó nó có quyền lực gì đó để cảm hóa, để sửa chữa cơ thể, không có được. Dứt khoát là không có được ha. Đầu tiên là thuốc mang đi, rồi thêm cái tâm. Cái tâm niệm nữa thì yểm trợ thôi. Yeah. Chứ không phải mà cái chuyện khơi khơi đó mà trị bệnh á con. À, mà Phật dứt cái chuyện đó qua đi ha, bỏ vụ mê tín đi. Yeah. Bởi thầy đứng ở trong vấn đề ông Minh Tuệ cũng là mê tín. Yeah. Ai mà nói ông Phật là thầy đây, nói ông là ông thầy chùa tu giỏi, thầy chịu ha. Nói là một người tuyệt vời, xưa nay chưa từng thấy ai tu khổ hạnh được như ông, thầy chịu. Còn nói ông là ông Phật thầy không chịu. À, nếu chúng ta nói ông Phật chúng ta sai lầm. À, ngoài mốt ông không thành ông Phật thì cái tư tưởng chúng ta làm sao, phải không? Dạ, à, con, thầy nhắc lại. Con cũng có nghe ngài Minh Tuệ nói là không nên tụng chú đại bi. Dạ. Dạ, mỗi khi mà gặp cái giống như là cái gì khó chịu trong cơ thể mình thì tốt nhất mình ra tiệm thuốc tây. Mua thuốc uống rồi cầm kèm theo tụng chú thì tuyệt vời. Bởi vậy nhiều người đó con. Yeah. Nhưng đâu chạy ra mua thuốc uống cái vừa uống vô cái tụng xong bài chú đại bi cái trời hết 10 phút sau nó ép phê hết rồi á, tụng chú đại bi hết nhức đầu, phải đó không được. Yeah. Thuốc mới được. À, còn chú đại bi nó làm dằn nó tắm mình nghĩ rằng nó tuyệt vời để nó trợ tâm thôi chứ không. Nó không phải là vượt được. Rồi bỏ vô đó ha. Dạ. Đó là trở qua. Sư ông cho con hỏi thăm nè. Khi mà cả ngàn người, mấy ngàn người kéo giống như là đi theo Minh Tuệ đó. Ừ. Rồi thí dụ như vậy rồi cản trở giao thông rồi cái đó như thế nào sư ông? Thì đó con, thì đó là dạ. Cái nhóm mà làm trở ngại trên đường tu của thầy. Hồi đó người ta đi mệnh ha. Đi sát là
không ăn thua gì hết trơn á. Còn bây giờ trời ơi, nó kéo cho hàng ngàn người, nó đi vậy đi rần rần vậy mà con tưởng tượng đi. Nếu cái đất nước này mà có một cái loại đạo đó, đạo gì mà kéo đi rần rần ở ngoài đường ha, này kia kia nọ, không có thể kiểm soát được, phải không? Dạ. 5-7 ngàn người từ tỉnh này nó thâm nhập qua tỉnh kia làm sao đỡ nổi? Làm sao kiểm soát nổi cái số lượng người này mà thâm nhập vô tỉnh ta? Dạ. Đúng không? Vậy vấn đề an ninh trật tự xã hội này kia rất là khó khăn. Phức tạp hay sao? Phức tạp. Thầy nói đây nó sâu hơn vấn đề mà giao thông luôn. Giao thông bất đó nó kẹt thôi, còn đi sâu vô là an ninh xã hội, phải không? Yeah. Nó con tưởng tượng đi, một cái đoàn người lạ lùng 500-700 người mà ụp vô trong cái thành phố nào đó của ông ta, hoặc là cái địa phận nào ở đó, nó sợ muốn chết, đúng không? Nó phải lo làm sao, nó ủng hộ làm sao, nó tiếp trợ làm sao cho ông đi ra khỏi tỉnh, nó đi nó mừng. Yeah. Phải không? Mà tỉnh nào cũng vậy hết rồi thì ông còn đất để đi không, đúng không? Thầy nói về mặt chính quyền, thầy không có nói khơ khơ nữa. Dạ. Thầy vô để cho các Phật tử chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Đi theo đông rầm rầm vậy chỉ làm phiền thôi, không được gì. Và cái tu của con, cái công đạo con cũng không có thấm thá gì, tại con không có làm được. Con đi theo bởi cái khoái, cái thích, cái mê danh. Cái đó là cái mê danh nè. Thấy người ta khen tặng đó rồi súng nhào nhào vô theo. Yeah. À, cái đó là hoàn toàn sai. À, bây giờ cái hướng của thầy Minh Tuệ đã trở về nguyên thủy rồi, tức là ổng đang đi về nhà và ổng sẽ ở nhà ổng tu, và nhờ ổng ở đó cái tỉnh của ổng nhờ cái hạnh tốt của ổng hổm rài đó. Yeah. Người ta phong xong ổng là ông Phật sống đó, thì cái tỉnh ổng sẽ trở thành một cái nơi tâm linh tuyệt vời. Yeah. Thì chính ổng ở đó ổng giúp đỡ được cho dân chúng của tỉnh ổng. À, tỉnh phát triển kinh tế. Dạ đúng rồi. À, ở núi Bà Châu Đốc có cái núi, có ông bà mà tao nói ông nội, ôi cái tỉnh Châu Đốc á, cái Châu Đốc nó sống khỏe re đó, giờ nhờ cái du lịch phải không? Dạ. Mà bây giờ thầy mà thầy về cái xứ thầy mà thầy có cam cái cốc đó là tuyệt vời rồi. Ơi à, bà con Phật tử toàn quốc ùng à, về tới nơi đảnh lễ tu với ngài, và lập tức tỉnh của ngài sẽ trở thành một địa điểm du lịch tâm linh tuyệt vời. Yeah. À, để trở lại vấn đề của sư Minh Tuệ đó, những vấn đề chúng ta đặt rõ ràng và phải giải quyết ngay từ hôm nay và ngay bây giờ. Những cái người mà đi theo thầy đó quấy rối chứ không có lợi gì. Những người đòi theo thầy tu tập đó đều phải đuổi trở về, không có theo thầy tu tập, không có theo cái gì chừng á. Ông có chùa có chuyện, ông ở chùa ở chuyện ông tu, ông không có mà nhảy xuống ông đi vô, ông tập đoàn tập bài này kia với cái tư tưởng không tốt, không lành mạnh. Những vị đi sau, những vị mà thấy người ta được tiếng đó, được khen tặng đó, phóng vô nhào vô chạy theo, cũng đòi hỏi, cũng mong muốn được cái tôn sùng, cái sùng bái giống như thầy Tuệ vậy đó. Thì đó, đối với Sa Môn, ngoài thầy Tuệ ra, người thứ hai là Sa Môn không chấp nhận nữa. Không có cái kiểu mà một tu sĩ đi ra đường bằng cái hình thức như vậy được. Ở đây, ở Việt Nam chúng ta duy nhất cái hình tướng đó và cái cách tu đó duy nhất chỉ chấp nhận được một mình thầy Tuệ mà thôi. Chứ còn nói thực ra đó, nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà các Phật tử đi theo thầy mà ủng hộ đó, mà tu đó, kéo đoàn cái đồ đó, ông nào ông nấy ông quăng y qua và phấn thảo rồi lại ôm cái nồi cơm điện nữa, thì cái đó chính là cái tội lỗi đó, cái tội lỗi đối với Phật giáo đó nghe, chứ không phải giỡn chơi đâu. À, thầy thấy đó, ông Minh Đạo một hai clip trước đó, ông có phê bình về vấn đề nồi cơm điện của thầy Minh Tuệ không đó, nhưng ông Minh Đạo đó ông lại bị cái phản kháng quá mạnh của một số Phật tử
mà ủng hộ ông Minh Tuệ. Đó thành ra trở lại thành là cái lời nói của ông Minh Đạo bị Phật tử không để, không chịu nghe và cự nữ mà thôi. Chứ thực ra đó, thầy thấy đó, về cái hạnh tu, về cái khổ khăn ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt có ông này thì thầy chấp nhận cho. Còn một vị thứ hai mà đứng lên làm cái kiểu đó đó là phỉ báng Phật Pháp đó, chứ không phải nói chuyện chơi đâu. Không phải mà nói chuyện chơi đâu. Chúng ta hành Pháp là phải hành cho đúng cái Pháp Ngài, chứ không phải hành Pháp mà làm như vậy. Cái ý nghĩa của cái bát ôm ở bên Phật giáo nó khác như cái nồi cơm nghe không? Cái từ cái bát nó khác với cái nồi. Như thế đã được rồi, đã khẳng định được rằng ôm cái nồi cơm điện là sai pháp đó, chứ không có đúng pháp đâu. Nhưng chúng ta chấp nhận được, đặc biệt sư nè, sư chấp nhận cho ông Minh Tuệ được, được phép dùng cái đó thay cái bát. Duy nhất một người mà thôi nha. Người thứ hai là phạm luật, phạm đạo rồi. Tại sao? Theo như gia đình đó nói đó, thầy Minh Tuệ đó, ông này cũng có học thức, cũng gia đình ca giả, nhưng người ta bước vô cái tâm đạo hoàn toàn thánh thiện, hoàn toàn xuất phát từ tâm của thầy mà ra, thì thầy mới hành được đạo đó, thầy mới đi được trên mấy năm trời kham khổ. Còn bây giờ chúng ta dòm thấy ngài, chúng ta vừa khoái, chúng ta vừa phong sông, chúng ta vừa theo cái hơi hám của ngài đó, đang nhảy theo làm Phật sống theo. À, nhiều cái tay mà phóng theo cạo đầu nhảy vô, nhiều cái ông chùa mà bỏ chùa nhảy ra, nhiều cái cô ni mà trốn chùa chạy lại. Những cái loại đó là những cái loại tà đạo, nhảy ra muốn được danh lợi đó. Còn ông Tuệ này, dù ổng không có giấy tờ Phật pháp gì hết, thầy nói ổng không phải tà đạo, ổng đi đúng hướng, ổng hành đúng pháp. Còn cái đám này dù có giấy tờ, dù có này kia mà bỏ chùa bỏ đồ nhảy ra theo ông này đó, đó cái đám này mới là tà đạo nè. Dạ, như vậy theo như sư ông là những cái vị mà đi theo ngài Minh Tuệ chỉ là vì lại vì danh thôi sư? Vì danh lợi. Dạ. Chứ nói nè, ông này mấy năm trước ai không biết, rồi sao không đi theo? Sao không đi theo? Dạ. Bây giờ ông này được phong công thành tiền, thành tâm, thành trời, thành Phật, xâm với nhau và nhảy vô theo tu. Tu gì vậy, kỳ à? Có cái luật đạo nào mà chấp nhận mà tăng sĩ gia nhập tăng đoàn theo kiểu đó hay không? Ít ra ông bước vô ông cũng phải giấy tờ đàng hoàng tử tế để chứng nhận cái nhân thân của ông, cái trú quán của ông. Rồi vô đó ông cũng phải có thầy để dạy ông chứ. Ông phải vô cái luật lệ của đạo để ông mới làm tu sĩ được. Không phải ông làm tu sĩ riêng cho thân ông. Yeah. Nè, tu sĩ có câu nè, thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người lẫn nghe con. Các thầy đó, yeah, là thiên nhân chi đạo sư, tức là thầy của trời người đó. Thì như thế các ông vô cái tu sĩ để làm thầy của trời người đó, thì các ông vậy đó hả? Không có biết gì về đạo ở trong, cạo đầu nhảy vô ôm bình bát là thành Phật rồi đó hả? Cái đó không được phép. À, và cái bình bát luôn, thầy nói tới cái bình bát luôn nè. Yeah. Các ông Minh Tuệ đặc biệt, ổng ôm cái nồi cơm điện, thầy chấp nhận. Tại sao? Từ xưa tới nay, từ khi gặp ổng tới giờ là ổng ôm cái nồi cơm điện. Dạ. Ha. Rồi, bây giờ đặc biệt chúng ta tính rằng ông này ổng không có cái bát. Ổng thấy là cái nồi cơm điện tương đối tròn gọn nhỏ thôi, chúng ta không có bát, chúng ta dùng cái nồi cơm điện cũng như cái bát bằng nhôm thế thôi. Đó thì được. Ngài không chấp hay sao? Thì được. Dạ. Chấp nhận được. Còn những cái vị sau này
Trời ơi, nhảy vô ca ở đâu mà có nồi cơm điện thẳng hết trơn ha. Đưa vô cha nào cha nấy quấn, quấn đồ đó cũng được, người ta may sẵn ta cho. Dạ. Bữa trước bữa sau thành Phật lại chỗ đó đó. Ta quần áo đồ đã sẵn vô quấn vô cạo đầu rồi, ôm cái nồi cơm điện trở thành một vị tu sĩ được người ta lại. Dạ. Nó vậy luôn đó, chứ không phải là tu sĩ bình thường. Thấy không? Đó, thành tử ra. Nếu mà nói, nếu kéo dài từ trường hợp này, nếu mà thiên hạ đi theo thầy trở thành cái nhóm tà đạo bây giờ. Thấy không? Không có cái chi đạo nào kỳ cục vậy. Không có cái chi đạo nào mà tất cả các thầy đi, trời ơi, ôm nồi cái biển. Cái đó là không có được ha. Cái đó là phạm pháp dữ lắm đó. Cái đó là phạm luật gia. Đang phỉ ban Phật pháp đó. Yeah, tôi nói cho các ông biết đó. Nó rất là nghiêm trọng hay sao? Ừ. Các ông bên tội không thì thầy không có nói. Thầy bỏ qua bên, tại vì cái hạnh của ông là đó, ai cũng khen tặng, thầy khen tặng nè. Thầy không có để ý tới cái bác của ổng. Dạ. Tại vì cái cơ bản là cái thời điểm đó một mình ổng thì được. Thưa sư ông, ngày đầu á thì lúc mà mấy giống như là mấy anh em con biết được ngày Minh Tệ á thì lúc đó là ngày cũng có cái bình bát. Rồi khi ngày vô nghỉ địa ngày ngủ á thì mới bị lấy mất. À vậy hả? Xong rồi ngày mới lấy dùng mấy cái thùng bê á xong. Cái thùng bê nhỏ nhỏ đó. Rồi ngày cắt ngày cũng làm cái bình bát. À vậy hả? Nhưng mà do nó mềm quá. Rồi. Nó mềm quá bắt đầu cái ngày sử dụng không được. Cho nên mới chuyển qua là cái ruột của cái nồi áp suất. Cái ruột nồi áp suất thì một thời gian sau á là do là nó nặng quá sao? Nó dày nó nặng quá. Cho nên là chú Năm là cái người mà cũng ở cạnh ngày Minh Tệ đó. Lúc mà ở trên núi đó thì chú Năm mới đem xuống xưởng tiện giật cho nó mỏng. Giật cho nó mỏng nhưng mà lại giống như là không sử dụng được. Cho nên là mới chuyển qua là thành cái nồi cung điện. Có nghĩa là nó từ cái khó khăn mà nó mới có. Nó chuyển qua động qua. Dạ. Chứ không phải là tự nhiên. Dạ. Cái đó thì nó bởi vậy thầy nói đó. Thầy ổng tu coi như là ổng tu đúng. Ổng tu theo cái tâm ổng qua những cái năm đó con thấy đó. Chuyển tiếp người này người nọ đó. Thì cái vấn đề đó bởi vậy thầy nói đó, chỉ duy nhất một mình ổng ôm cái nồi cơm điện thầy chấp nhận thầy không nói thôi. Mà ôm mình bát vô nghĩa địa là mất chứ ông ơi. Mất. Thầy nói thôi. Ha, dạ. Tại vì do cái khó khăn đó mà ra. Còn Phật tử sau này mà nhảy vô, mà vào vô ôm cái nồi cơm điện đó là phỉ bán Phật pháp đó nha. Dạ, nó cái bát khác cái nồi cơm khác á, đừng có nói chuyện làm bậy không nha. Phải hiểu cho rõ nha. Chứ ông có thể giải thích được cái ý nghĩa của cái bình bát không sư? Trời ơi, cái bình bát đó, đó là khi mà con nhập vào tăng đoàn đó, Đức Phật ban cho con ba y một bát, thấy chưa? Dạ. Ba y một bát chứ không phải ba y một nồi. Rõ cái đó đâu. Hiểu không? Dạ. Bởi vậy đó, chỉ có thầy Minh Tuệ là sư không nói thôi. Còn tất cả các tu sĩ khác mà đứng ra ôm bình bát đó hả? Mà bằng cái nồi cơm điện đó, ngài đang phỉ bán Phật pháp đó phải không? Yeah. Cái đâu đó duy nhất chỉ có thầy Tuệ được phép mà thôi, thầy không nói. Tại vì sao? Thầy đó không có phạm giới bởi những cái khó khăn chuyển động mà ra. Còn mấy ông này nhảy vô ôm liền cho giống ổng, thấy chưa? Mua danh liền đó, không có cái chuyển động gì hết trơn mà vào vô ôm liền cái nồi cơm điện. Trật đạo rồi, trật thế rồi, mấy đó là phỉ bán Phật pháp rồi. Nhưng mà hồi nãy con có nghe sư ông, sau này mà đi theo ngài Minh Tệ á, là chỉ là vì danh vì lợi thôi. Vì sao sư ông lại chắc ăn mà sư ông dám khẳng định như vậy sao? Danh lợi rõ ràng có ăn. Dạ. Rất là danh lợi. Sao hồi xưa mấy năm trước đó không đi, mà tới giờ này người ta được phong công ngon lành này kia, Phật kia nhảy theo. Hả? Dạ. Giờ nhảy theo rồi được mấy ông theo đâu, phòng dò phòng cắn trốn mất hết trơn à, thấy dạ. Không còn rốt cuộc không được mấy tay con coi đó, đi rồi rằng rằng vậy mà rốt cuộc mà về tới đó con coi được chục người quánh thầy trốn mất hay là phòng dò phòng cắn đi á. Dạ, họ thấy rằng nếu họ tiếp tục theo nhất định ông Minh Tệ thì không ai nói. Tại sao ông Minh Tệ nhiều khi mà được bà con phong công quá mức rớt,
ngay cái giai đoạn này. Dạ. Yeah. À, bắt bẻ thì bị cái phản ứng mạnh của bà con sao? Dạ. Yeah. Bà con ta bực lên, ta cự lên, ta nói nha. Dạ thưa sư ông, sư ông cho con hỏi thăm nè. Những người đó đó sư ông, thì theo như sư ông là vì danh vì lợi, nhưng mà họ cũng có cái quãng đường giống như là đồng hành cùng với ngài Minh Tuệ như vậy đó sư ông. Ừ. Rồi họ có phước báo gì không sư ông? Phước báo hả con? Dạ. Phước báo không có đâu. Không được ích lợi gì hết hả sư ông? Không có một chút nào cho nghe. Không có một chút chiêu phước nào cho nghe. Dạ. Bởi sao con? Con bước vô bằng cái lòng tham rồi. Con bước vô con theo bằng cái tâm mong cầu rồi. Dạ. Con gì? Ở nhà tu không ai biết. Thấy ông này được ta khen, phóng vô đặng có mặt mình chứ. Coi coi nhắm dễ ông dễ theo luôn, thành Phật luôn. Không dễ về dễ ở cả ha. Dạ. Nha, muốn đi đi muốn về về dễ ở theo. Đó, nó nằm chỗ đó. Nó nằm chỗ đó. Mà những người đi theo toàn là những cái bọn phá hoại, những cái bọn mà gây rối không à. Dạ. Không có lợi vậy đó. Ông tu ông đâu có cần ai theo. Chúng ta theo chúng ta gây rối. Thành thử ra chỉ là làm phiền thôi hả sao? Làm phiền gây rối lắm với Phật tử cũng vậy đó. Phật tử theo ùn để lại làm gì? Thể hiện cái lòng thành của mình à. Không có cần phải đi vậy. Chúng ta có thể ngồi nhà thể hiện được tâm mà. Chúng ta có thể ngồi nhà ngày đi ngang đó. Chúng ta tốt rồi. Cần gì phải đi theo. Như vậy là theo như xong là hàng ngàn người rồi đi theo như vậy là không đúng đó. Đi theo để làm gì? Dạ. Yeah. Các Phật tử đi theo để làm gì? Nó nói cho sư nghe coi. Đi theo để làm gì? Là giống như là để họ gây rối hơn chi. Người ta đi dễ yên. Và các Phật tử gây đông qua đó 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 đó. Bởi các Phật tử đi theo đông đó. Bây giờ thầy Minh Tuệ mới bắt đầu bị phiền phức nè. Hết được đi hả sư? Thấy không? Đúng không? Dạ. Thầy Minh Tuệ đang bắt đầu bị phiền phức đây nè. Ông khó lắm. Dạ. Ông khó lắm đó. Bây giờ ông không có thể đi ra ngoài đường được nữa đâu. Bây giờ ông đang trên bước đường đi về nhà mà thôi. Thì trên đó không ai chận nổi ông, không ai làm được ông. À, bây giờ làm sao cho ông đi về nhà ông đi. Ông nhập nha đi. Tức là ông vào trong gia đình ông đi. Có mẹ, có cha, ông quản lý ông rồi đó. Thì lúc đó là tất cả đều yên hết. Ông phải nghe lời cha mẹ mà thôi. Còn nếu tiếp tục đi sao? Nếu tiếp tục đi, ông sẽ lâm vào cái hướng sư giám chắc chắn đó. Nếu mà cãi cha cãi mẹ mà bỏ đi nữa đó, ông sẽ bước vào con đường rõ ràng. Không thể có một cái chi đạo nào mà la lùng như vậy chứ. Ha? Yeah. Đi muốn tập trung cỡ nào, tập trung hằng nào mà kiểm tra nổi cái chuyện đó. Cái chi đạo kỳ cục anh. Người ta có chỗ có nơi. Bất quá ông có cái núi cái non nào đó, cái định chùa đó, ông làm gì làm cũng có phần kiểm soát. Còn cái này cái nhóm đạo gì kỳ cục kéo một cái đi dọc theo đất nước vậy. Đi qua tới tỉnh nào ông hả, đi tới địa phương đó là lập tức cái bộ phận an ninh đó đó, người ta huy động lên. Mệt lắm. Một lớp nào nổi mặt thì người ta yểm trợ. Còn nó nổi nhóm nào chìm thì nó làm như Phật tử nó phóng vô đó, nó trộn vô đó luôn. Nó mới kiểm soát được cái đám đó trong đó. Con thấy không? Nổi bấy nhiêu đó thôi là con thấy cái đoàn đi của ngài thấy ghê rồi. Ăn cắp ăn trộm nhóc nè. Âm binh đằng ghi nhóc luôn. Xe cỏ Mỹ cũng nhóc chẳng. Yeah. Theo như sư ông để đón thưa sư ông, sư ông cho con hỏi thăm là sư ông có đón thí dụ như để thêm 1-2 năm nữa có thể số lượng 1.000 người nữa lên 10.000 người không sư ông? Không có đâu, không có đâu. Yeah. Tại vì cái gì cũng vậy là cái này đó nó chuyển động theo cái cơ bản của nó mà thôi. Yeah. Thí dụ cái lực đẩy của nó tới đâu thì đẩy được tới đó à. Cái dây cót mình nó lên được tới đâu thì nó tả được tới đó thôi, chứ nó không thể vượt qua. Với thầy Minh Tuệ đến đây đã chấm dứt. Sư ông khẳng định là chấm dứt rồi. Thầy khẳng định với cái hành pháp của thầy Minh Tuệ đến đây, đến rập này là chấm dứt. Dứt khoát là chấm dứt, không được đi nữa, không có đi nữa, là không được phép đi nữa. Về mặt đạo, về mặt luật đạo luôn. Tại sao an cư cái hạ thầy đi đâu? Thế giờ về mặt luật đạo, về mặt tất cả mọi cái nó dồn quay vòng vòng đến giờ phút này ổng phải về nhà với mẹ mà thôi. Tại sao? Gia đình biết mẹ đã lên tiếng kêu ổng về rồi thì dứt khoát ông này phải nghe lời mẹ mà thôi.
nếu cãi lời mẹ là ngài bất hiếu. Thưa sư ông, ngài Minh Tệ cũng có từng nói là phát nguyện sẽ đi đến cùng, đi đến cuối cùng luôn á sư. Cái phát nguyện là cái phát nguyện của đứa con, cái đó chúng ta nói về cái tâm liền. Còn đối với mẹ ngài, ngài có dám nói vậy không? Dạ. Thấy chưa, thành ra con thấy nè, tại sao mẹ ngài kêu ngài vậy, đó là do gì? Do cái liên hệ, do cái xúc tác của địa phương ngài luôn nữa, tới với nhà gia đình ngài ha, à, mới nói chuyện bàn bạc với gia đình, nói về cái hay cái dở, cái tốt cái xấu ở trên cái bước đường tu đó. Dạ. Thì lập tức gia đình dòm thấy rõ ràng con mình đang bị lợi dụng. Dạ. Đang bị thiên hạ lợi dụng ở trên bước đường tu của nó. Nó tu cái tâm đạo đúng tốt, nhưng mà thiên hạ lợi dụng cái công năng đó mà phong thông làm bậy. Thì như thế người ta hiểu liền, lập tức mẹ kêu về liền, không có đi nữa, con về đây đi, rồi muốn tu thao đó rồi tính sao. Dám cãi lời mẹ không? Như vậy là theo như sư ông là đang có nhiều người lợi dụng vào cái pháp tu của thầy để trục lợi cái nhân. Để làm bậy đó. Nhưng mà cái giai đoạn này rồi nó kịp thời. Thầy thấy rất là đúng, rất kịp thời. Tại sao mẹ ngài lên tiếng? Vậy là thầy thấy được rồi. Tất cả mọi vấn đề khác không có thể qua nổi cái tiếng nói của mẹ thầy đâu. Không có lực nào mà có thể qua nổi cái ý muốn của mẹ thầy chứ. Thầy nói cho mày biết à, ông này không muốn đi nữa mà mẹ không cho đi, dám đi không? Dạ. Tại vì trước khi mình xuất gia thì mình cũng phải xin phép cha mẹ, xin mình phép à, cho mới được đi. À, mà bây giờ con đi, mẹ thấy là con đang bị lợi dụng nè. Con đang bị thiên hạ lợi dụng con à. Và lợi dụng vậy con, bây giờ mẹ kêu con về. Con muốn tu, con về đây con tu với mẹ. Dân thôi, con về đây con tu với mẹ. Nè, chúng ta là những người tu tại gia. Bằng cái hạnh của con, bằng cái mà người ta thương yêu con, thì chính con về đây, con đem về cho cái tỉnh của con á một cái nguồn lợi tuyệt vời, nếu con biết sử dụng đúng. Dạ. Đúng không con? Dạ. Mà cái trời ơi, ông Phật, ông ơi, ông đi ngoài đường. Ông đi ngoài đường hôm dài, không có chỗ trú. Bây giờ ông về đó, ông trú là lập tức Phật tử này kia ủng ủng về Phật, phải không? Nếu ông về xứ ông ở đó, tức là ông đem về cái hạnh phúc, cái vật chất cho tỉnh nhà. Dạ. Chỉ có duy nhất là thầy trở về trú xứ để thầy đem cái công năng tốt của thầy đó, thầy giúp cho tỉnh thầy, bà con của tỉnh thầy được phát triển kinh tế. Làm nhờ thầy, nó dễ hay nhờ thầy. Dạ. Bởi vì sao? Ôi trời ơi, cái tỉnh đó có ông Phật sống, đúng không? Dạ. Con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của sư ông trong ngày hôm nay cho con cùng với quý khán giả gần xa được biết ạ. Dạ, xin chúc cho sư ông luôn luôn vạn sự bình an ạ. Phật.